Ở đây có ai là tín đồ của sữa chua không? Mùa nóng như thế này mà có một hộp sữa chua trái cây ăn là nhức nách. Và bếp với Snap làm sữa chua tại nhà, thơm ngon sánh mịn bằng nồi áp suất Snappy nha. Công thức ở đây Snap sử dụng 4 vi sữa tươi không đường pha với 1/2 lon sữa đặc. Khuấy thật đều rồi cho vào nồi đun ấm với lửa nhỏ. Sau đó để ở ngoài cho sữa nguội tầm 40 đến 45 độ thì cho về một hộp sữa chua cái hay còn gọi là sữa chua không đường. Lọc lại qua rây cho thật kỹ rồi sau đó cho ngay vào nồi áp suất Snappy. Bấm chọn chế độ nồi cơm rồi sau đó chọn chức năng giữ ấm, sữa cần phải được ủ trong vòng 8 tiếng để đảm bảo cho quá trình lên men và có thể cho ra thành phẩm sữa chua thật là tuyệt vời. Và đây là thành quả sau 8 tiếng, chúng ta thu được thành phẩm sữa chua thành công ngoài mong đợi. Sữa chua dẻo, thơm, sánh mịn, không hề bị tách nước hay là bị nhớt, cũng không hề bị bể hay là dâm đá gì luôn. Nếu như mà mọi người làm sữa chua mà cũng thu được thành quả như vậy, chứng tỏ là mẹ sữa chua đó thành công rồi. Giờ thì chỉ cần khuấy đều để cảm nhận được độ sánh và thơm. Chuẩn bị trước các cái hũ sữa chua nho nhỏ, giờ thì mọi người cho sữa chua vào. Không có hũ thì mọi người có thể bỏ bì, sữa chua có thể ăn không cũng ngon, hoặc là thêm với topping trái cây tùy ý. Nhưng mà nhớ là lựa chọn các cái loại trái cây chín mềm. Ở đây thì Snap có xoài, còn không thì các bạn có thể thêm mứt trái cây tùy loại. Xong thì mọi người có thể bảo quản sữa chua ở ngăn mát hoặc là ngăn đông tủ lạnh để ăn dần. Mỗi ngày chỉ cần bổ sung một hộp sữa chua thôi, thật sự cũng đã là rất tốt cho sức khỏe.